Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm một món ăn, đó là bún bò xào. Món bún bò xào này thì rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần cho hành tây cũng như là sả bầm, chút xíu gia vị rồi mình xào lên, rồi cho vào bún ăn với lại rau sống. Còn hai đứa cháu ngoại của mình á, thì lại thích ăn cánh gà chiên giòn. Đơn giản lắm. Mình chỉ cần là rửa sạch gà, ngâm với sữa cũng như là bồ câu vậy đó. Rồi sau đó mình rửa lại sạch, ướp chút xíu gia vị thôi. Rồi mình cho bột vào. Loại bột mình dùng đó là bột chiên giòn, bột làm chuối chiên, là mình mua cái bột potato store đó, mình trộn chút xíu cho nó có cái giọng ở ngoài thôi, rồi mình chiên giòn rất là ngon luôn. Mùa này á, thì rau sống ở sau khu vườn của mình rất là nhiều, nhưng xà lách thì phải mua rồi. Cháu ngoại về đây chơi 2-3 ngày rất là thích giọng nước luôn. Mỗi lần ông ngoại mà ra tưới cây đó hả, là thôi đó hả, cháu thì đâu ngoài đó lấy cái giò nước rồi ông ngoại xịt cho cháu, rất là thích luôn. Vậy cho nên mỗi lần mà cháu về đó hả, thì cho ông ngoại vui lắm, sao cũng được hết, muốn sao cũng được hết á. Mình lấy cái bằng bào này nè, mình bào dưa leo ra thì nó ngon hơn, mình đừng có sắt, hoặc là mình cũng có thể bằm. Đơn giản, hai tô bún cho hai vợ chồng già, cánh gà chiên giòn. Hôm nay mình ướp thịt á, trong này mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn, mình cho luôn vào là một muỗng canh tỏi, dầu hào cho vào là một muỗng canh, tí xíu mật ong. Nếu mà mình không có mật ong á, thì mình cho đường vào chừng khoảng 1/4 muỗng canh là được rồi. Mình cho vào đây luôn đó là một muỗng canh sả bằm. Đơn giản vậy thôi. Rồi mình cho hết tất cả trộn đều với nhau. Mình chỉ cần ướp trong vòng 5-10 phút, rồi sau đó mình đem đi xào. Ở trong này thì đã có dầu rồi, cho nên khi mà mình cho vào chảo xào á, thì mình cũng không có cần cho dầu nữa. Để làm một món cánh gà chiên giòn hay là mình làm bất cứ món gì mà mình cho chút xíu bột để cho nó giữ cái độ giòn ngon á, thì đây là một cái loại bột mà mình thường hay dùng, bột chuối chiên Vĩnh Thuận, hoặc là mình mua cái bột potato store. Khi mà mình chiên giòn giữ rất là lâu. Gà thì Hồng đã chia sẻ qua rất là nhiều lần, cánh gà, đùi gà, xương gà lúc nào mình cũng phải rửa qua cho thật là sạch, rồi sau đó mình ngâm với lại sữa và muối thời gian vài tiếng đồng hồ, rồi sau đó mình ướp. Hôm nay cánh gà chiên giòn á, mình chỉ ướp đơn giản thôi. Trước nhất là mình phải trụng sơ rồi đó, mình mới cho là muối tỏi vào, hoặc là steak seasoning mình mua ở chợ Costco, rồi sau đó mình cho bột vào, như vậy là đã được rồi. Mình cho vào cái nồi dầu để mình chiên rất là nhanh luôn. Chim cút là một món ăn rất là ngon, mình có thể mua ở các chợ Mỹ hoặc là chợ Việt Nam. Phải rửa sơ và mình ngâm với sữa, rồi sau đó mình mới bắt một cái nồi nước sôi, mình trụng cái chim cút này vào. Lý do bởi vì mình trụng như vậy á, thì cái da của nó sẽ căng, và hơn nữa khi mình chiên thì rất là giòn và chim cút sẽ rất là mập. Để ướp gia vị thì đơn giản lắm, mình chỉ cần mua một chai nước sốt barbecue Korea hay trong các chợ Mỹ đều có bán, cũng như là Costco. Mình ướp thời gian vài tiếng đồng hồ, rồi bây giờ mình chỉ cần đem đi chiên giòn sau khi mình chiên cánh gà. Thank you.
món ăn đơn giản cho ngày hôm nay, đó là chim cút, còn gọi là squel. Một món ăn rất là đơn giản, chỉ cần chiên giòn với gia vị đơn giản, cũng như là cánh gà chiên bơ tỏi, cánh gà chiên nước mắm bột tỏi. Món đơn giản đó là bún bò xào. Một món ăn cho gia đình hôm nay, món này là của mình, ông xã, cháu ngoại và Crazy Kayla. Còn cánh gà chiên giòn là của Crazy. No, it's not. You eat hộp vịt lộn. Ăn hộp vịt lộn, bây giờ tôi ăn thì lại nói không muốn ăn. That's right. Mỗi that's lần mà làm những cái món ăn gà hay này kia but hay not the chicken. Hôm nay ở ngoài trời nóng quá trời luôn, gần cả 100 độ F, nhưng mà trong nhà cũng phải nấu ăn. Hôm nay bị cúp điện mấy tiếng đồng hồ. Thôi ăn đừng, con đừng có hát nữa, vừa ăn vừa hát sao ăn. Cúp không? What does that mean? Do you want to eat a quail? Quail. Yeah. Quail is good. Con thích lắm mà. Bún bò xào, cánh gà chiên nước mắm. Không ăn gì hết. Nóng rồi mệt quá, không muốn ăn cô chú. Nóng quá không muốn ăn gì nữa chân. Cút rất rất là ngon luôn. Mình chỉ cần tẩm bộ bột chiên giòn á, mình chiên lên á, cái da của nó giòn và căng. Hơn nữa mình trụn sơ qua nước sôi á, cái da của nó căng ra rồi. Cho nên con chim cút này nè, nó thấy mập lắm. Và thịt cũng rất là ngon luôn, không có bị khô. Hôm nay là ngày đầu tiên Gracie với ông ngoại sẽ thử hai trái compote, coi người nào giỏi hơn người nào. 1, 2, 3, ăn! Gracie giỏi dễ sợ luôn nha. Rồi. Sweet. Gracie ngon không? Dạ. Có chua không? Chút xíu. Chút xíu, có ăn nữa không? Dạ. Giờ mà thôi, chua không ngoại? Chua. Chua, ông ngoại nhăn mặt rồi, bắt đầu coi Gracie nha. Hôm nay Gracie về nhà đó, muốn hái những cái trái compote nè, để cho cái cây này nó được trống. Bông ra bây giờ rất rất là nhiều luôn, bởi vì đã đến mùa, những cái nụ bông nhỏ nhỏ sẽ nở. Đến Tết thì mình sẽ thấy có rất là nhiều compote cũng như là tắc. Hôm nay phải nói là khi mình nhìn kỹ vào cái cây đó, quá trời là bông luôn. Cháu thích hái lắm, nhưng mà mình lại sợ mấy cái bông của mình bị rớt nè, nhiều bông lắm. Tháng 7 rồi, cây tắc compote của mình hôm nay nụ rất rất là nhiều luôn. Để cho cây được khỏe mạnh, lá không bị khô héo, cũng như là những cái nụ bông này tiếp tục lớn và nở hoa rồi kết trái. Đơn giản lắm, thì mình chỉ cần là bón phân cũng như là cho thức ăn 10-10-10, vitamin B1 cũng như là bone meal, thì như vậy cây của mình sẽ rất là khỏe. Vào mùa hè thì cây cần phải tưới nước 2 lần vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Đừng có sợ là những cái nụ bông này sẽ rụng đi. Nếu mà mình không có muốn cho những cái nụ này rụng thì bắt buộc mình phải cho nó vitamin B1. Khi mà mình tưới nước á, thì nên mua cái cây này. Đơn giản lắm, khi mà mình xịt ra đó thì cũng giống như là cái dồi bông sen, rất là nhẹ, nó sẽ không làm ảnh hưởng cái cây của mình như là những cái nụ hoặc là những cái lá. Mỗi một ngày thì mình cứ xịt 2 lần, mình tưới như thế này, bởi vì cây nó sẽ mát cũng như là bông thì sẽ cho mình ra trái rất là nhiều vào mùa Tết. Và khi mình xịt á, mình cố gắng xịt ở trong luôn, bởi vì ở trong nhiều khi mình không có tưới đủ nước á thì nó không có khỏe ha, như vậy đó. Bởi vì cái dồi này giống như là dồi hoa sen, rất là nhẹ luôn đó. Rồi ở dưới gốc mình cho xuống dưới gốc. Mùa này rất là nóng, vì vậy cho nên mình phải tưới nước 2 lần một ngày vào sáng sớm hoặc là chiều tối. Như bây giờ là trời tối rồi nè ha, mình tưới nước cây cho khu vườn của mình.
Bây giờ là 8 giờ 45 rồi, đèn cũng đã lên rồi. Hôm nay nóng tới 95 độ F. Từ bây giờ đến cuối tuần lễ July 4 nóng lên tới 105 miền Bắc Cali, thành phố Kilroy của mình. Vì vậy cho nên cô chú anh chị và các bạn có đi đâu á, nhớ đem nước lạnh theo và cái bình nước lạnh cho đá vào, hoặc là cái bình nước lạnh đó mình cho vào cái tủ đá mình đem theo để mà mình uống. Nếu mà mình uống không hết thì cũng đem vào nhà, đừng để ngoài xe. Mình không có nên uống nước khi mình để quên ở ngoài xe, không có tốt đâu. Hôm nay Hồng xin phép tạm ngừng cái video ở đây. Cháu ngoại kêu rồi, bà ngoại ơi, bà ngoại đâu rồi? Lúc nào cũng vậy, cháu về thì mình rất là bận rộn. Chỉ có một điều là mình không có quay cháu lên YouTube được. Nhưng mà không sao hết cô chú ha, nghe tiếng nói của cháu là cũng vui rồi. Xin tạm biệt, hẹn lại video ngày mai. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin đừng quên cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment. Cảm ơn. Xin hẹn lại video ngày mai.